nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ tư trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người. Việc thử nghiệm lâm sàng trên người lần đầu tiên được thực hiện với vaccine chống virus SARS-CoV-2 do tập đoàn BioNTech của Đức và hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đồng phát triển. Hiện hai công ty đang phát triển 4 loại vaccine theo chương trình có tên là BNT162. Trong giai đoạn 1, thử nghiệm vaccine BNT162 sẽ được tiến hành ở 200 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 55. Trong giai đoạn 2, quy mô thử nghiệm sẽ mở rộng sang những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Công ty BioNTech và hãng dược phẩm Pfizer có kế hoạch tiến hành thử nghiệm vaccine này trên người tại Mỹ ngay khi nhà chức trách nước này cấp phép.